À, ví dụ mình ra một đoạn như đây à. Rồi thì gốc hành á và hành lá cái cây hành đó chứ không nói thì gốc hành thì các bạn có cái bản khác của đoạn như đây và các bạn sổ ở đây à, sổ ở đây như này nướng nhung thơm được chưa, ở nhà các bạn có không làm vậy hả, sổ mục đích nướng như nó thơm ha, thế mình ăn vừa cả cái ruột và cái cọng hành à, nó rất thơm ha, và cố gắng cắt nó phải cắt nó hơi dài ha, sau đây cắt ngắn xí ha, rồi ha, vậy đây bây giờ các bạn nhìn vậy được rồi ha, thì để này thì cháu làm cho học được, các bạn giờ học bài đi bây giờ như vậy này, có thể là cắt có thể là mình cắt ngắn học được không sao hết, không sao cả ha, không sao cả, và cái này các bạn lấy kéo làm nghe, lấy kéo bấm nhanh nhanh ha, và ngắn học được không sao đây, và cái gốc cái lá dựng được thấy bạn à, không nhất thiết phải cái gốc nha, mà có cái gốc thì nó sẽ đưa đem ra nước đi, có cái gốc thì nó sẽ ngon hơn được chưa, như thế này được chưa, các bạn biết không, nhớ chưa, à, giờ thì mình sẽ nhờ thầy cháu làm cái vấn đề này rồi mình học ha. Mình xào xong nước thơm, mình nấu gia vị vô, mình xay ra. Rồi đem cái lòng heo lên đây thì mình bày luôn đi, mình ướp nước cho đừng nóng, xay đi. Thành chưa, cái gì nóng không? Các bạn nhớ cái cối xay cũng làm thành cẩn thận ha, mình xay còn đang nóng ấy, nó hay bị nổ. Còn sao ít vậy? Ít quá tao ơi, sao nó cắt dài gan sao nổi. Mẹ bà con không? Nghe các bạn ơi, mình nghe đây, mình muốn cay xí, mình cho xí. Nào luôn rồi, được chưa? Cắt đi 3 tí cuối giờ thì cho đem về. Ấp cho nó khô đi. Đây là có một bản nước chao rồi đúng không? Để cái đường mình dùng phải không? Có một bản. Là lốc là không để được mà. Được. Cấp tâm được. Nhưng mà thôi cái đó tự làm. 10 giờ như vậy, nướng là mềm lắm ha. Kệ nó không sao đâu. Nướng lắm. Có tiền mua được, có tiền mua dễ xuyên. Thực chất cái này là cái khai dao này, không? Đó là cái đứt đây, mình sao lại dừng dao tới đây? Được chưa? Các bạn, chưa? Đó, cắt gần đứt như vậy thì các bạn xuyên nó dễ ha. Thì tao lại trước, rồi đây. Sau đó mình sáng cũng được, à, sáng nhẹ thêm. Nhớ là xuyên cho nó như thế nào? Nó mỏng ra, nướng nhanh chí, ha. Và nó đều. Mười ngày cho mình nó ngắn thôi, không dài được như vậy đâu. Mười ngày quen. Rồi ha. Rồi cho cái thầy cái công đi em ơi. Tí này mình nướng ha. Không sao. Tí mình đặt mình vẫy nướng ha. Đó, vậy ha, mình đặt mình vẫy mình nướng. Không sao hết. Cái này là thịt, thịt sống. Thì mình bóc tay được. À, thịt nó nướng. Rồi nhớ. Cái đầu tiên là lạnh cho nó chắc qua ha. Sau đó mình có đây này, khoáng nhẹ này.
có dịp dài một đường thì mình lặn ở đây. Không có đó đâu á. À, sau đó mình tiếp tục lặn này. Các bạn cái suy nghĩ ở đây xong mình mới làm gì? Mình mới chia nó sao à? Mình mới chia nó sao? Đây, bây giờ chia này. Tí mình nướng. Tại vì mình để lên 7 mình nướng cũng sao, được chưa? Rồi. Đó. Đông ơi. Thấm hết rồi. Tại vì bây giờ mình ướp một lớp cho thấm không tí ở ngoài mình quét cái gì à? Nãy thì đọc quá. Mật ong. À. Chứ cái này mình lúc thật là đẹp ha, mặt trơn hai láng. Các bạn có thể chần qua nước. Nước gì? Nước cấm. Thôi nó lốc người đất quá. Khó cũng không. Nãy mấy đứa túc rồi, thẩm túc là hay là tí nữa mà mình cuốn ít thôi, cái cuốn mình rách quá thì mình tải nó lót này qua cái vỉ bỏ lên mình nướng nướng tảng ha. Rồi bây giờ mình ướp lại này, được chưa? Được chưa? Ướp cái lá lại. Vì học nó dài lắm các bạn, hạn chế dạy lao đi ha. Tùy theo buổi. Rồi 10 gram nha các bạn ha. Nhỏ thôi nha. Rồi, mình chỉnh cho nó. Nó như thế nào? Đều rồi. Đó, ok. Rồi sau đó mình lặn ha. Giống như cái gì hôm bữa? Lèm. Rồi, cuốn mình thả. Để dò. Nhớ mà cuốn cho nó đều nha, đều tải mà. Được chưa? Rồi mình lật lại. Lật lại. Vừa cuốn là vừa nhét nó vô nghe. Chứ không thì nó bung hết ra. Rồi ha. Bây giờ mình dùng qua xiên. Xiên đều em lại. Được chưa? Đó. Thì cái tiếp theo mình cũng nói. Làm một cái nữa hả? Dùng nước cũng thể đi với chứ. Khát khô cổ đây. Rồi tiếp tục ha. Các bạn đừng có gói to nghe. Được không? Làm được không? Được. Này mấy bạn nữ giỏi ha. Mình cố gắng để dây dù. Rồi. Đó. Vậy ha. Xuyên qua. Cố gắng cúng cho nó đều lại ha, cả lớp ha. Rồi bây giờ cái thang này mình chia làm đôi.